thường xuyên dùng đến những phím nóng như là nút nguồn, những phím volume và nút home. Thì việc sử dụng những phím nóng này trong thời gian dài sẽ dẫn đến một tình trạng là những bàn phím này sẽ không còn nhạy nữa, hoặc nghiêm trọng hơn là sẽ bị liệt. Thì công nghệ trong tầm tay hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần mềm giả lập những cái phím home ảo để một phần nào đó tránh được những cái tình trạng như là liệt phím. Thì trước tiên các bạn vào phần ứng dụng là CH Play. Các bạn search với cái tên phần mềm là Easy Touch và các bạn tải về. Sau khi tải về, các bạn mở ứng dụng lên thì lập tức các bạn thấy có một cái ứng dụng cái phím home ảo ở đây. Các bạn bấm vào thì ở giao diện tiếng Việt thì chúng ta có thể thấy là phím âm lượng, các bạn có thể dạng lớn nhỏ, chỉnh nhạc chuông báo thức và âm đàm thoại. Các bạn có thể bật mở đèn flash ngay trên thiết bị này và các bạn cũng có thể khóa màn hình và không cần phải phím bấm phím nóng, anh sẽ tự động khóa. Ở phần thiết bị thì các bạn cũng có thấy mình có thể thao tác được nhiều tùy chọn như là tắt mở Bluetooth, Wi-Fi, tự động xoay màn hình để chế độ máy bay và tắt mở GPS. Thì đây là một trong những phần mềm để giả lập cái phím home của điện thoại. Các bạn cũng có thể download những ứng dụng tương tự ở cửa hàng CH Play. Chúc các bạn thành công.